Kể từ ngày 1 tháng 7, xác thực sinh trắc học sẽ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của Ngân hàng Nhà nước khi người dân giao dịch ngân hàng lần đầu bằng mobile banking hoặc giao dịch chuyển tiền có giá trị lớn. Quy định mới này nhằm tăng cường bảo mật cho tài khoản ngân hàng, đồng thời ngăn chặn các hành vi gian lận tài chính. Tuy nhiên, đã có nhiều phản ánh từ người dân cho biết họ gặp khó khăn trong quá trình cập nhật dữ liệu. Ngay khi nhận được thông báo cập nhật thông tin sinh trắc học của ngân hàng qua tin nhắn, ông Phạm Trường Anh làm theo hướng dẫn. Thế nhưng việc đăng nhập liên tục gặp lỗi. Như tôi, ngoài 50 tuổi, cái thao tác trên điện thoại cũng không thể như các cái lớp trẻ. Khi cập nhật vào cái thao tác sinh trắc học đó, thì nó có mấy cái bất cập là chúng tôi sử dụng thì là không phải sử dụng cái điện thoại mà cấu hình nó cao. Nên mà tôi chỉ chọn những cái cấu hình điện thoại rất bình thường. Khi mà vào thao tác mấy cái các cái chip, khi quét các cái mã vạch đối với cái thẻ căn cước mà dùng gắn chip thường thường hay xảy ra lỗi. Trước những khó khăn của khách hàng trong quá trình cập nhật dữ liệu, các ngân hàng cho biết ngoài hình thức cập nhật trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng, người dân có thể đem theo căn cước công dân đến trực tiếp các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng để được định danh bằng máy đọc NFC tại quầy. Thực tế thì cũng không thể phủ nhận được là cũng có gặp đôi chút khó khăn. Đặc biệt là đối với một số tập khách hàng là người già hoặc là những người mà chưa có căn cước công dân hoặc là phẫu thuật thẩm mỹ chẳng hạn, thì họ rất là khó khăn trong câu chuyện để thu thập. Khách hàng hoàn toàn có thể là ra quầy thì chúng tôi có thể xác thực được khách hàng với dữ liệu bằng check với cả dữ liệu của Bộ Công an. Việc yêu cầu xác thực sinh trắc học sẽ giúp tăng cường bảo mật, ngăn chặn việc truy cập trái phép và hạn chế tối đa khả năng bị lừa đảo, mang lại sự an tâm và tin tưởng cho người dùng khi sử dụng các ứng dụng ngân hàng. Có thể hiểu ở đây là cái khóa, chính là khóa cái tài khoản của khách hàng của mình, mà làm cái khóa đấy nó an toàn hơn bằng cái việc là nâng cấp các cái giải pháp công nghệ trong việc thực hiện các giao dịch trực tuyến. Để có thể xác thực sinh trắc học lần đầu trên ứng dụng ngân hàng, người dân cần đăng nhập vào ứng dụng, sau đó thực hiện quét khuôn mặt, chụp căn cước công dân mặt trước và mặt sau, quét thông tin từ căn cước công dân gắn chip vào đầu đọc NFC trên điện thoại để truyền dữ liệu. Cuối cùng, xác nhận thông tin và xác thực OTP là đã hoàn tất việc cập nhật dữ liệu.